Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sức khỏe sinh sản cùng bác sĩ Phạm Quang Nhật. Lâu rồi bác sĩ cũng không có video mới để trò chuyện cùng các bạn. Thì hôm nay bác sĩ sẽ cùng các bạn nói về một chủ đề. Thì khi mang thai, những chỉ số, những vấn đề gì các bạn cần phải nhớ, luôn luôn nhớ khi mỗi lần khám thai hoặc là luôn nhớ khi tới các cơ sở y tế. Đầu tiên các bạn phải nhớ được là nhóm máu của mình. Sản phụ khi mang thai rất cần nhớ đến nhóm máu. Nhóm máu mình là nhóm máu A, nhóm máu B hay nhóm máu O. Tại sao? Vì khi các bạn mang thai thì việc có những cái biến cố cho thai kỳ, chẳng hạn như ra huyết cần truyền máu, thì như vậy việc các bạn cung cấp nhóm máu đúng cho nhân viên y tế thì sẽ an toàn cho các bạn trong việc truyền máu. Thì nhóm máu, nếu như chúng ta truyền không đúng nhóm máu thì như vậy rất là nguy hiểm cho các bạn. Ngoài ra khi chúng ta biết được nhóm máu thì như vậy có những cái vấn đề trong thai kỳ, chẳng hạn như bất tương đồng nhóm máu mẹ con có xảy ra hay không, nhất là những bạn có nhóm máu rhesus âm. Vì chúng ta ở Việt Nam, người châu Á chúng ta thì đa số đều là nhóm máu rhesus dương. Rhesus âm thì thường là ở những người nước ngoài, những người châu Âu. Nếu như bạn mang nhóm máu rhesus âm thì như vậy bạn cung cấp cho nhân viên y tế, cho bác sĩ, cho người khám thai, cho các bạn biết rằng tôi là nhóm máu rhesus âm, thì như vậy bác sĩ và nhân viên y tế sẽ sử dụng cho các bạn những cái loại thuốc để chống sự bất tương đồng nhóm máu mẹ con. Bởi vì nếu như chồng của bạn là nhóm rhesus dương, bạn rhesus âm, thì khả năng đứa con là mang rhesus dương, như vậy nó khác với nhóm máu của bạn, điều đó sẽ nguy hiểm cho bạn và bé. Đó là chỉ số thứ nhất các bạn cần phải nhớ: nhóm máu A, B, O hay là nhóm máu rhesus. Thứ hai là các bạn phải nhớ huyết áp. Huyết áp rất quan trọng các bạn. Các bạn phải có một thói quen đo huyết áp. Chúng ta có thể mua một máy đo huyết áp tự động, đo ở cổ tay, đo ở cánh tay. Tuy nhiên huyết áp đo tốt nhất là huyết áp đo ở cánh tay, tư thế thoải mái, và đo ở cánh tay trái, tại vì tay trái nó gần tim. Do đó huyết áp sẽ thể hiện tốt nhất khi chúng ta đo. Thì các bạn có thể đo huyết áp vào buổi sáng và buổi chiều khi các bạn ở trong cái trạng thái nghỉ ngơi. Để làm gì? Chúng ta biết được chỉ số huyết áp, chúng ta cung cấp cho bác sĩ biết là huyết áp bình thường của chúng ta là bao nhiêu. Để khi chúng ta đi khám thì các bác sĩ cũng sẽ, và nhân viên y tế cũng sẽ kiểm tra huyết áp cho bạn khi mang thai. Tại vì huyết áp mà cao ở trong thai kỳ là một cái tình trạng phải cần để ý. Bởi vì nó sẽ dẫn tới cái vấn đề về nhiễm độc thai nghén, về tiền sản giật, gây ra sự nguy hiểm cho bạn, cho bé. Vì huyết áp ở mẹ cao thì bé có thể những cái tổn thương, thiếu oxy, thiếu máu. Ok, các bạn ha. Thì như vậy chúng ta phải cần biết coi huyết áp. Đầu tiên của chúng ta là huyết áp trên là bình thường là bao nhiêu. Thông thường các bạn huyết áp tốt nhất là dao động khoảng 110 cho tới 120 là huyết áp tốt nhất Tuy nhiên huyết áp ở người phụ nữ mang thai có thể cao lên một chút, khoảng 130, nhưng không nên quá 140. Chúng ta lên tới 140 là điều nguy hiểm. Thứ hai là huyết áp ở phía dưới thì luôn luôn là nó khoảng tầm độ 70 cho tới 80. Nếu như huyết áp của chúng ta huyết áp dưới mà nó trên 90 cũng là một điều nguy hiểm. Do đó chúng ta cần phải biết được cái chỉ số huyết áp của chúng ta là bao nhiêu. Ngoài ra là nó có một cái hiện tượng là huyết áp do áo choàng trắng. Do đó khi chúng ta tới cơ sở y tế, gặp bác sĩ, gặp nhân viên y tế, đối với huyết áp chúng ta tăng, trong khi đó bình thường huyết áp ở nhà chúng ta thì là bình thường. Do đó chúng ta phải báo cho các bác sĩ để các bác sĩ biết đây là cái huyết áp do hội chứng áo choàng trắng, chứ không phải là huyết áp do bệnh lý các bạn ha. Nhất là những bạn mà huyết áp từ tháng thứ 5 trở đi, nếu như chúng ta có cao huyết áp, chúng ta có đạm niệu, chúng ta có phù, thì chúng ta phải cẩn thận về tiền sản giật
ha, sản giật ở trong thai kỳ, điều đó rất nguy hiểm ha các bạn ha. Đó là dấu hiệu thứ hai. Dấu hiệu thứ ba, chúng ta phải biết mạch. Tại vì mạch nó quan trọng ra sao? Nếu chúng ta có mạch nhanh, khi mà chúng ta có mạch nhanh thì chúng ta sẽ có những cái vấn đề ha, về cái dấu hiệu về tuyến giáp ha, rồi những cái dấu hiệu về sự hồi hộp tăng mạch ha, những cái bệnh lý tim mạch hay tăng mạch, thì như vậy là phải báo cho các bác sĩ biết. Bởi vì khi chúng ta vào trong giai đoạn sanh hay chuyển dạ thì mạch nó sẽ có sự thay đổi, thì các bác sĩ nếu như có các chỉ số mạch bình thường của bạn thì như vậy cái việc so sánh và theo dõi nó sẽ tốt hơn. Đó là cái dấu hiệu thứ ba. Dấu hiệu thứ tư đó là vết mổ ở trên tử cung, thì các bạn cần phải cung cấp cho các bác sĩ, nhân viên y tế biết là chúng ta có vết mổ trên tử cung hay không. Vì vết mổ trên tử cung là một cái dấu hiệu chúng ta cần phải cho các bác sĩ biết là mổ bóc u sơ, mổ mấy lần, mổ như thế nào. Vì chúng ta có từng mổ nội soi hay mổ hở bóc nhân sơ thì chúng ta buộc là phải sanh mổ, chúng ta không được sanh thường các bạn nha. Và nếu chúng ta có từng có vết mổ vỡ tử cung, hoặc chúng ta có từng có vết mổ thai ngoài ở gốc tử cung, có sán tử cung, thì như vậy chúng ta cần thiết phải mổ lấy thai ha các bạn ha. Thì nếu như chúng ta không có cung cấp cái dữ kiện vết mổ là đã từng can thiệp trên tử cung, thì nó sẽ dẫn tới câu chuyện là gì, là các bác sĩ cho theo dõi sanh ngã âm đạo, và điều này rất nguy hiểm cho các bạn, chúng ta có thể bị vỡ tử cung ha các bạn nha. Rồi, và nếu chúng ta có mổ lấy thai từ 2 lần trở lên thì chúng ta cũng phải cần mổ lấy thai và không được sanh ngã âm đạo nha các bạn ha. Thì đó là 4 chỉ số cực kỳ quan trọng cho chúng ta khi chúng ta mang thai ha. Bác sĩ lặp lại, thứ nhất là chúng ta phải xem vấn đề nhóm máu, chúng ta phải nhớ nhóm máu. Đơn giản, chúng ta bây giờ thời đại công nghệ, chúng ta có thể lưu lại nhóm máu của chúng ta trên điện thoại ha, trên smartwatch ha. Chúng ta có thể cho các bác sĩ biết là chúng ta nhóm máu gì, nhóm máu O, nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu AB hay các bạn ha. Ngoài ra rhesus, rhesus âm hay rhesus dương, đó là nhóm máu. Thứ hai là chúng ta sẽ cung cấp về vấn đề huyết áp thông thường mỗi ngày chúng ta là bao nhiêu. Thứ ba là chúng ta sẽ cung cấp là mạch hàng ngày của chúng ta là bao nhiêu ha. Và thứ tư là vết mổ đã từng mổ trên cơ thể cùng. Như vậy thì đó là những cái vấn đề bác sĩ Nhật muốn chia sẻ cùng các bạn. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì các bạn có thể đăng ký hoặc nhấn chuông bên dưới để YouTube có thể thông báo cho các bạn khi bác sĩ Nhật có những video kế tiếp. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.